Các bạn thân mến, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập trình bất đồng bộ asynchronous trong Dart Flutter. Thì trước tiên ta hiểu thế nào lập trình bất đồng bộ. Trái nghĩa với lập trình bất đồng bộ là lập trình đồng bộ. Hay tiếng Anh đó là synchronous. Thì chúng ta hình dung như sau. Trong một cái chương trình lập trình đồng bộ, các cái process, các công việc đấy, nó cứ thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới, và gặp công việc B nó tốn nhiều thời gian để thực hiện, thì chương trình sẽ cứ chờ đợi công việc B hoàn thành xong rồi nó mới làm việc tiếp. Chẳng hạn các bạn hình dung thế này, việc luộc rau và kho thịt, đúng không? Chúng ta nấu ăn có hai việc. Đầu tiên chúng ta sẽ nhặt rau, rửa rau, đun sôi nước cho rau vào và chờ rau chín, rồi chúng ta thái thịt, ướp gia vị thịt, rồi chúng ta kho thịt. Đấy là bốn bước trong lập trình đồng bộ, công việc cứ tuần tự thực hiện như thế. Nhưng ta phân tích một chút, trong cái công việc này nó có cái chỗ không tối ưu. Trong lúc đun sôi nước chúng ta phải chờ đợi, và trong lúc đấy chúng ta có thể làm thêm cái gì nhỉ? Chúng ta có thể thái thịt và ướp gia vị. Vậy thì lúc này sẽ nảy sinh các cái cách xử lý đó. Chúng ta sẽ không dùng lập trình đồng bộ nữa, mà ta sẽ dùng lập trình bất đồng bộ. Hoặc là đôi khi, hình như tôi nhớ, tôi không chuyên về công nghệ thông tin nên thuật ngữ của tôi sẽ không chuẩn lắm đâu, song song gì ấy, tức là làm nhiều việc đồng thời, đúng không? Hoặc là nảy sinh tình huống thế này, chúng ta sẽ thấy là có nhiều hoạt động như là lấy dữ liệu từ server, ghi dữ liệu vào database, rồi đọc dữ liệu từ file. Những cái công việc này nó không phải là thực hiện một nhát nó xong ngay, mà nó sẽ tốn thời gian. Thời gian ở đây đối với con người thì rất là ngắn thôi, nhưng mà đối với máy móc như thế vẫn là tốn thời gian và đôi khi gây ra nỗi không mong muốn. Lát giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra tại sao không mong muốn. Và chính vì lý do đó chúng ta sẽ cần phải lập trình bất đồng bộ, hay còn gọi là lập trình không đồng bộ. Rồi ta sẽ đi vào cái ví dụ minh họa ngay. Ở đây tạm thời các bạn chưa cần biết cụ thể cái hàm này, nó cách viết cái hàm này là gì. Các bạn chỉ cần biết là tôi sẽ viết một cái chương trình gọi đồ ăn. Nếu mà thành công thì mong muốn của tôi sẽ thông báo ra chương trình, khi mà tôi gọi cái hàm gọi đồ ăn, nó sẽ thông báo là món ăn cơm gà của bạn đã chuẩn bị xong, đã xong. Và đây, khi mà chúng ta gọi cái hàm gọi đồ ăn ấy, thì trong đấy nó sẽ lại gọi tiếp cái hàm tới cái công việc là làm món ăn. Công việc làm món ăn này tôi giả sử là nó tốn 5 giây để thực hiện. Sau 5 giây thì nó mới trả về kết quả là cơm gà, một cái sâu cơm gà. Ở đây các bạn chưa cần biết, chỉ cần biết cái hàm làm món ăn này tôi viết thế này để nó delay chương trình lại 5 giây, rồi nó trả về kết quả đó là cái string cơm gà. Rồi, vào chương trình chính. Đầu tiên chúng ta sẽ thông báo là bắt đầu gọi đồ ăn, và chúng ta sẽ in ra cái hàm gọi đồ ăn. Kết quả của nó mong muốn sẽ là món ăn cơm gà của bạn đã xong. Bây giờ tôi sẽ chạy thử. Đây. Đầu tiên chương trình thông báo bắt đầu gọi đồ ăn này. Rồi, tiếp theo thông báo này, món ăn. Rất tiếc, chúng ta mong muốn là cơm gà đã xong, thì đây nó lại là instance of future string, tức nó chỉ thông báo là một cái thể hiện của future string, chứ nó không trả đúng kết quả chúng ta mong muốn. Vậy chúng ta xử lý thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt buộc biến đổi một chút để cái thằng mấy cái chỗ return món ăn này, nó phải chờ cho thằng làm món ăn này hoàn thành xong nó mới trả về cái kết quả. Ok, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Để làm được điều đó, chúng ta sẽ dùng cái từ khóa async và cái class future. Ở đây trên cái trang chủ, tôi thì các cái ví dụ này tất cả tôi đều sử dụng trên cái trang chủ thôi của thằng dart.dev, và tôi biến đổi cái ví dụ đi làm sao cho nó dễ tiếp cận với người Việt Nam nhất. Thì đây chúng ta thấy là nó có cái class future. Class future đây, class future đây, future nó nghĩa là tương lai, đúng không? Tức là nó sẽ là future t. Đây chúng ta, nó không phải future không, mà nó future t, tức là future của cái kiểu dữ liệu t, thì nó sẽ là trả về cái kết quả có kiểu t nhưng mà ở trong tương lai. Nếu như cái công việc, cái hàm cái công việc của ta nó thành công, còn nếu sai nó sẽ trả về cái lỗi, và nó thông báo là đã hoàn thành nhưng mà là
hoàn thành lỗi hoặc là đã hoàn thành và hoàn thành với giá trị là bao nhiêu, thì chúng ta cũng không cần quan tâm tới xem là hoàn thành gì gì, mà ta chỉ biết là kết quả cuối cùng của nó là bao nhiêu, là gì, chính là cái kiểu class T. Rồi ta sẽ đi vào chi tiết. Cái thằng gọi đồ ăn này trả về là một string nhưng nó ở trong tương lai, vậy chúng ta sẽ phải thêm vào có hai bước. Bước thứ nhất là đổi cái hàm bình thường thành hàm kiểu future của string và thêm vào đây chữ async để báo là chương trình lập trình bất đồng bộ. Như thế này vẫn chưa đủ. Chúng ta sẽ phải thông báo cái thằng món ăn này này là đợi cái thằng làm món ăn hoàn thành bằng cách dùng từ await. Ok. Chạy thử. Ồ. Không được. Tại sao? Tại vì trong cái hàm main này nó cũng thực hiện ngay lập tức, nó chưa chưa chờ đợi cái hàm gọi đồ ăn này hoàn thành. Thằng gọi đồ ăn này lại phụ thuộc vào thằng làm món ăn, thằng làm món ăn tốn 5 giây, thằng gọi đồ ăn này phải tốn hơn 5 giây đúng không? Vậy chỗ này chúng ta lại phải sửa thêm. Chúng ta sẽ tiếp tục thêm chữ future vào cái kiểu của thằng hàm main nó là không có kết quả trở về, nó là void. Ta sẽ thêm là future void. Và bây giờ thêm chữ async. Rồi. Bắt đầu gọi đồ ăn, và chỗ này chúng ta cũng sẽ dùng từ await đợi. Ok, chương trình sẽ thực hiện đúng mong muốn. Bắt đầu gọi đồ ăn đấy, chương trình đã đang đợi 5 giây này, các bạn đợi tí. Đấy, sau 5 giây thông báo này, món ăn cơm gà của bạn đã xong. Thế thôi, đấy chính là lập trình bất đồng bộ trong Dart Flutter. Những cái mà chúng ta cần chờ đợi nó phải thực hiện xong mới dùng cái kết quả của nó, thì ta sẽ thêm vào cái chữ await. Và chữ await này chỉ được sử dụng trong các cái hàm async. Bây giờ tôi xóa cái thằng async function này đi, tôi xóa cái future void này đi. Chương trình báo lỗi ngay. Await này không chấp nhận. Vậy thì ở đâu các bạn muốn dùng thằng await, tức là muốn đợi cái quá trình nào để hoàn thành xong, công việc hoàn thành xong, các bạn phải biến cái hàm đấy trở thành hàm bất đồng bộ async. Quá đơn giản. Bắt đầu gọi đồ ăn. Món ăn cơm gà của bạn đã xong. Rồi, đấy là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta không dùng cái thằng nhưng mà như thế này nó có cái dở như sau. Khi mà đã dùng thằng await ấy, thì chương trình sẽ tạm dừng lại, đợi cho cái quá trình này xong nó mới thực hiện câu lệnh tiếp theo. Ví dụ tôi thực hiện tiếp này, đang gọi đồ ăn, thì chúng ta mong muốn là mặc dù ta bảo là bắt đầu gọi đồ ăn nhưng mà ta phải thông báo ra màn hình luôn là đang gọi đồ ăn. Rồi trong lúc chương trình làm đồ ăn đấy thì cái chữ đang gọi đó phải hiện ra trước, nhưng như thế này nó không hoạt động. Các bạn thử này. À, chỗ này thiếu dấu chấm phẩy. Thử nhá, nó không đúng ý đồ của chúng ta. Bắt đầu gọi đồ ăn. Chương trình sẽ chờ đợi cho cái hàm gọi đồ ăn này thực hiện xong rồi nó mới thực hiện các câu lệnh tiếp theo. Vậy là đây là điều chúng ta không mong muốn. Chúng ta lại muốn thế nào? Chúng ta muốn là cái thằng gọi đồ ăn này nó tốn nhiều thời gian thì mày cứ làm đi, nhưng tao vẫn tiếp tục công việc của tao, là tao thông báo là đang gọi đồ ăn rồi. Vậy có cách nào để xử lý hay không? Thì lúc này chúng ta sẽ không dùng thằng await nữa, không bắt nó đợi nữa, mà chúng ta sẽ vẫn dùng cái thằng future này thôi. Thằng future, class future này có rất nhiều cái phương thức nha. Các bạn có thể vào trực tiếp trang dart.dev đây này. Future nó có delay. Ở đây tôi giới thiệu luôn một chút. Ở đây tôi đã dùng future.delay. Trong delay đi, nó sẽ có là duration là cái khoảng thời gian là bao nhiêu và cái công việc thực hiện sau cái khoảng thời gian delay đấy là gì, là một cái hàm gì. Thì đây chính là future.delay. Rồi tiếp theo nó lại là gì? Eros. Rồi sin value. Value là trả về cái kết quả giá trị này.
Các bạn có thể tìm hiểu trực tiếp ở trên trang này nhé. Ở đây tôi chỉ giới thiệu những cái ta hay dùng thôi. Chứ nếu mà giới thiệu hết, có khi video lên đến cả tiếng đồng hồ. Ở đây tôi sẽ giới thiệu tiếp một cái thằng, đó là thằng Gen. Gen. Gen ý bảo rằng là thế này. Đây, tôi đã copy về đây. Thằng Await thì có nghĩa là tạm ngừng cái quá trình chính lại, đợi cho khi cái công việc vừa gọi đấy, async method nó hoàn thành thì mới thực hiện tiếp. Trong khi thằng gen thì lại khác, nó không tạm ngừng chương trình mà nó vẫn thực hiện các cái công việc tiếp theo, nhưng khi mà cái hàm bất đồng bộ, cái hàm tốn thời gian kia nó hoàn thành thì chương trình sẽ vẫn thông báo kết quả ra. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng gen. Dùng như thế nào thì đây, tôi sẽ xóa cái hàm main này đi nhá. Hàm main này tôi ẩn đi. Chương trình của ta bây giờ sẽ vẫn có cái hàm future. Hàm future các bạn đã quen, cái hàm làm đồ ăn tốn 5 giây các bạn đã quen rồi, tôi sẽ bỏ hàm trên. Bây giờ tôi sẽ trở về cái hàm main thông thường này. Đấy, tôi vẫn in ra nó là bắt đầu gọi đồ ăn nhá, để thông báo này. Và bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái biến, đó là món ăn, dùng từ khóa va. Để bạn nào mà chưa biết phân biệt các cái từ khóa va với cách khai báo biến thì xem video của tôi mới làm, đã cập nhật lên null safety rồi nha. Bằng gọi đồ ăn. Ok, bây giờ tôi sẽ thông báo, và khi mà bắt đầu gọi đồ ăn ấy, thì tôi sẽ in ra ngay, đó là đang gọi đồ ăn. Ok. Và tôi sẽ thông báo đó là gọi món ăn. Tôi sẽ dùng phương thức gen đây. Gen. On value giá trị trả về cái sâu chúng ta mong muốn, và on error khi mà lỗi thì trả cái gì. Ở đây thì tôi sẽ tạm thời chưa cần nói lỗi nhá, tôi sẽ ở đây nó sẽ là value resend, tôi dùng từ resend kết quả trả về, nó một cái hàm mà đúng không, trả về là print resend. Ok, chạy thử. Các bạn dự đoán nhé, bắt đầu chương trình sẽ thông báo là bắt đầu gọi đồ ăn, và tôi tạo ra cái biến là món ăn bằng gọi đồ ăn. Thì trong cái thằng món ăn này tí giờ tôi sẽ làm thêm, và tôi sẽ in ra cái lệnh là đang gọi đồ ăn. Rồi khi mà cái món ăn này đã hoàn thành xong thì sẽ in ra, đó là món ăn của bạn, cơm gà đã xong. Đấy, bắt đầu gọi đồ ăn một cái này, chúng ta sẽ thấy cái câu lệnh đang gọi đồ ăn nó thực hiện ngay. Còn cái món ăn này sau 5 giây nó mới in ra màn hình. Rồi các bạn vẫn chưa hình dung nó là vậy, thì tại cái chỗ món ăn này, nhiều bạn bảo ồ món ăn này nhỡ may nó lại đến dưới chỗ này nó mới gọi đến cái hàm món ăn thì sao? Từ lúc tôi khai báo này nó chưa gọi. Thì đây, tôi sẽ thêm vào đây một cái. Cứ xuất hiện cái hàm gọi đồ ăn một phát là tôi in ra. Bắt đầu làm món ăn. Ok. Để thấy các bạn thấy này. Sau cái bước khai báo và món ăn này là cái hàm future gọi đồ ăn này nó đã thực hiện ngay rồi. Nhưng trong đấy ấy, cái câu lệnh bắt đầu làm món ăn này nó sẽ hoàn thành xong. Còn cái thằng món ăn này nó đợi kệ nó sẽ nằm ẩn dưới nền. Và chương trình chính ta vẫn tiếp tục thực hiện. Đây. Đấy các bạn hình dung không? Chúng ta thấy là gì nhỉ? Bắt đầu gọi đồ ăn là cái câu lệnh đầu tiên của chương trình này. Khi mà khai báo va món ăn bằng cái hàm gọi đồ ăn một cái là cái câu lệnh bắt đầu làm món ăn nó đã in ra ngay, đúng không? Bắt đầu làm món ăn in ra ngay, nhưng cái chương trình này chưa hoàn thành xong, vì ở đây nó tốn 5 giây mà. Chương trình chính ta vẫn kệ, tao cứ gọi mày đã, mày hoàn thành hay không kệ mày, mày cứ làm công việc của mày, còn tao vẫn làm việc của tao. Đó, tao thông báo cho khách hàng đó là em đang gọi đồ ăn rồi đại ca ơi. Đây, đang gọi đồ ăn. Và khách hàng biết là bọn này nó đang gọi đồ ăn. Vậy ta đợi thôi. Và sau 5 giây này, nó báo này.
món ăn cơm gà của bạn đã xong. Rồi, vậy là các bạn đã hiểu về cái lập trình bất đồng bộ ở trong Dart Flutter chưa nhỉ? Chúng ta có hai tình huống. Một, đó là chúng ta đợi cho chương trình thực hiện xong các cái thao tác gì đấy rồi mới lấy kết quả của nó, thì ta sẽ dùng thằng async và await. Đây, chính là đây. Gọi đồ ăn này phải đợi là làm món ăn xong thì mới lấy kết quả, thì ta sẽ dùng await đợi cho làm món ăn xong để trả về. Vẫn bình thường thôi, nhưng lúc đó các bạn nhớ là muốn dùng được thằng await thì nó phải nằm trong chương trình một cái thân hàm là async, vậy các bạn thêm từ khóa async vào. Và cái kiểu của chúng ta sẽ thay vì cái kiểu trả về bình thường, ta sẽ thêm future và cái kiểu của chúng ta. Còn tình huống các bạn muốn là tao cứ gọi chương trình, gọi cái công việc này đấy, nhưng mà mày hãy làm dưới dưới background đi, còn tao vẫn làm việc chính của tao tiếp tục, vậy thì ta sẽ dùng cái từ gen resend, print resend. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái nữa này, các bạn di chuột ở gen này, nó còn on error nữa cơ, đúng không? On value. Gen này. Future error, kiểu future error. Gen trả về kết quả làm việc trên cái kiểu error nhé. Future error này. Đấy, on value tức là cái kết quả khi mà thực hiện thành công và trả về kết quả thì sẽ thực hiện cái hàm này. Còn đây, function này, on error này. Khi cái này là tùy chọn. Còn các bạn nếu mà muốn kiểm soát lỗi, các bạn sẽ thêm ở trên cái trang chính dart.dev này thì nó còn có thêm thêm các bạn mấy cái báo lỗi. Ở đây thì tiện thể tôi sẽ làm luôn, video này hơi dài một chút, các bạn chịu khó theo dõi nhé. Ở đây thằng này nó báo lỗi này, bây giờ nó sẽ báo là true, tôi sẽ vứt ra một cái lỗi, ném ra một cái lỗi. Cái thằng làm đồ ăn này, bây giờ tôi sẽ đợi 3 giây và báo là quán hôm nay hết đồ rồi anh ơi. Chạy thử xem sao đã, đúng không? Lỗi này. Ồ, chỗ này nó đang báo lỗi. À, đây đây, thừa. Thừa cái dấu. Đang gọi đồ ăn, nhưng mà chương trình nó sau 5 giây nó báo lỗi này. Quán hết đồ rồi anh ơi. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ đây, nhân tiện đang cái dùng cái hàm gen, tôi sẽ dùng luôn nhé. Error thì ta sẽ trả về. Chỗ này nó phải là on error thì trả về cái hàm này. Rồi đây, chạy thử. Nó sẽ không hiện cái lỗi đỏ nữa mà ta chủ động hiện cái thông báo, đúng không? Đây, exception, quán hết đồ ăn rồi anh ơi. Đấy là cái cách thứ nhất, dùng gen. Còn cái cách thứ hai là chúng ta dùng cái thằng await. Vậy chỗ này chúng ta sẽ try, sẽ dùng try catch. Thằng này thì các bạn thấy là tôi cũng không giỏi, tôi chỉ làm theo. Đây ta sẽ dùng try catch.
đâu nhỉ? Try này. Trong đấy chúng ta sẽ làm một cái mở cast error rồi. Try. Món ăn bằng gọi đồ ăn. Khi mà lỗi này thì print format format catch error, nó print error chỗ này, nó error này nó phải to string. Vẫn lỗi à? Lỗi cái gì đây? Case ở đây đây. Lỗi thế này. Rồi. Bọn này nó không cho chạy thử phát đó. Đây. Đang gọi đồ ăn này. Báo lỗi xem. Đấy. Quán hết đồ ăn. Xem bọn này nó làm. Chỗ này ta vẫn sẽ in thôi. Print. À wait. À, món ăn. Đấy, đang gọi đồ ăn này. Chương trình vẫn đang gọi đồ ăn nhé, đúng không? À, chương trình báo lỗi. Quán hết đồ ăn rồi anh ơi. Còn cái đang gọi đồ ăn này là cái câu lệnh ở phía cuối. Rồi. Đấy, hy vọng là qua cái video này các bạn đã hình dung ra cái cách lập trình bất đồng bộ hay lập trình không đồng bộ trong Dart. Nếu thấy video hữu ích thì hãy ấn giới thiệu kênh, đăng ký kênh. Chào các bạn.